Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi vòng hoa viếng. Linh cữu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phủ quốc kỳ được quàn tại vị trí trang trọng tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng. Phía trên di ảnh là viền băng tang và dòng chữ: vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Mở đầu lễ viếng, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Đồng chí Trương Thị Mai xúc động ghi sổ tang: vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí đã có nhiều đóng góp cho Đảng, cho hoạt động của Chính phủ, cho phát triển của Hải Phòng và đất nước. Thành kính chia buồn cùng toàn thể gia quyến, xin vĩnh biệt đồng chí Lê Văn Thành, mong đồng chí an nghỉ. Tiếp đó, đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn vào viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Các đồng chí Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước gửi vòng hoa viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Xúc động ghi sổ tang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viết: vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Lê Văn Thành là cán bộ dám nghĩ, dám làm, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc và sự phát triển của thành phố Hải Phòng. Vĩnh biệt đồng chí, xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Đoàn Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Thủ tướng Chính phủ trân trọng ghi sổ tang: vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, người con ưu tú của thành phố Cảng Anh Hùng, người đồng chí đồng đội thân thương yêu quý của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân của đồng chí Lê Văn Thành về sự mất mát không có gì bù đắp được này. Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội gửi vòng hoa viếng. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội gửi vòng hoa viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Trong sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia quyến, đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng. Đồng chí Lê Văn Thành là người lãnh đạo tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều công lao đóng góp cho đất nước và thành phố Hải Phòng, là người đồng chí anh em thân thiết, gần gũi, giản dị, tình cảm với bạn bè, đồng chí, anh em và nhân dân. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành. Đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi sổ tang: đồng chí Lê Văn Thành chọn một đời tận tụy, cống hiến sức lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đóng góp to lớn cho hạnh phúc của nhân dân. Chúng tôi nguyện học tập noi gương đồng chí để nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đến viếng Phó Thủ tướng còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn đại biểu các bộ ban ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương, các đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành quê ở xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Trước khi giữ cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, ông từng đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo cao nhất của thành phố Hải Phòng như Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và có nhiều quyết sách đóng góp to lớn vào sự phát triển của thành phố cảng. Sự ra đi của ông đã để niềm thương tiếc đối với người dân cả nước nói chung và người dân thành phố cảng nói riêng. Lễ truy điệu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành diễn ra vào 7 giờ ngày 26 tháng 8. Lễ đưa tang và lễ an táng Phó Thủ tướng diễn ra cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà ở xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Đúng 14 giờ, lễ viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được tổ chức trang trọng tại thôn Vinh Quang, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, quê hương ông. Ngay sau lễ viếng của đoàn đại biểu, đại diện huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Bảo, hàng vạn người dân, đại diện các tổ chức, đoàn thể, đơn vị và người dân các khu dân cư, thôn xóm của 30 xã, thị trấn trong huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và các địa phương lân cận đã đến viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Trong niềm tiếc thương vô hạn, người lãnh đạo cấp cao của đất nước và thành phố Hải Phòng, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Bảo. Chúng tôi rất là cảm động, bùi ngùi xúc động khi được về đây thắp nén hương cho
đồng chí Lê Văn Thành. Thì đồng chí Lê Văn Thành là một người cán bộ đảng viên là có tâm, có tầm và có cái tư duy, đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Và phải nói là cái công ơn của ông là cán bộ và nhân dân làng Cổ Đảng nói riêng và xã Tân Liên nói chung, cũng như thành phố Hải Phòng nói chung đó, là rất là ghi ơn và biết ơn công ơn của đồng chí Lê Văn Thành. Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có nhiều quyết sách góp phần đưa kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng phát triển mạnh mẽ. Với quan điểm chính sách an sinh xã hội phải đi trước một bước so với phát triển kinh tế, ông luôn nghĩ đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân như xây dựng, cải tạo chung cư cũ, hỗ trợ xi măng, xây sửa nhà đối với các gia đình có công khó khăn về nhà ở, nâng mức hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trong dịp lễ Tết v.v. Bác Thành, bác là con em của quê hương chúng tôi đúng là chúng tôi thấy là nếu khi nghe tin bác Thành mà cái mất đi là chúng tôi hầu như nhân dân chúng tôi mất đi một người lãnh đạo quay lại. Mình là chúng tôi cũng chưa từng thấy bao giờ mà có một vị lãnh đạo của xứ quê hương tôi mà được mà có một cái gọi là cái thông minh mà sáng tạo, dám nghĩ dám làm mà quan tâm đến nhân dân chúng tôi, vậy chúng tôi cũng không biết nói gì hơn hết. Cũng trong chiều nay tại trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, số 8 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, đông đảo các đoàn thể và người dân thành phố Hải Phòng đã đến viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Đúng 7 giờ sáng nay, 26 tháng 8 năm 2023, lễ truy điệu đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng. Dự lễ truy điệu có Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận thành phố Hải Phòng cùng gia quyến và bạn bè thân hữu đồng chí Lê Văn Thành. Trong niềm tiếc thương vô hạn, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Lễ tang Nhà nước xúc động đọc điếu văn. Cả cuộc đời học tập cống hiến phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Văn Thành luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí được tổ chức tin tưởng, đồng nghiệp yêu mến, kính trọng. Đồng chí là đảng viên cách mạng kiên trung, không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, là tấm gương về cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, luôn sống lao động cống hiến cho sự nghiệp chung, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết trước hết. Là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, đồng chí Lê Văn Thành luôn mang hết trí tuệ, nhiệt huyết, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào những vấn đề lớn của đất nước. Với cương vị là Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đồng chí đã để lại rất nhiều dấu ấn với những quyết sách giúp thành phố vươn lên phát triển mạnh mẽ, năng động. Nhiều chính sách an sinh xã hội nặng nghĩa vẹn tình được nhân dân đồng tình ủng hộ như xây dựng cải tạo chung cư cũ, hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông, xây sửa nhà ở cho gia đình có công và hộ nghèo, nâng mức trợ cấp xã hội v.v. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí đã tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế trên các lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng chí có nhiều chỉ đạo góp phần giải quyết các vấn đề liên ngành, thúc đẩy triển khai các dự án kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, chỉ đạo triển khai và hoàn thiện một số quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Với 61 năm tuổi đời, 35 năm công tác, đồng chí Lê Văn Thành đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những công lao cống hiến và thành tích xuất sắc, đồng chí đã được Đảng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Lao động hạng 2, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác. Hình ảnh và những cống hiến của đồng chí Lê Văn Thành mãi in đậm trong lòng anh em, bạn bè, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp đó, ông Lê Khánh Toàn,
con trai đồng chí Lê Văn Thành đã đại diện gia đình phát biểu cảm ơn. Trong tiếng nhạc hồn tử sĩ trầm buồn, đại diện gia quyến đồng chí Lê Văn Thành, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan, ban ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đi vòng quanh linh cữu, vĩnh biệt đồng chí Lê Văn Thành. Sau lễ truy điệu, Linh Sa đã đưa linh cữu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Rất đông người dân thành phố Hải Phòng đã đội mưa tiễn biệt Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tại quê nhà, hàng vạn người dân đã chờ đón ở hai bên quốc lộ 10 và tiễn đưa Phó Thủ tướng Lê Văn Thành an nghỉ trong lòng đất mẹ.